Rồi, Nhật Nam xin chào bạn nhé. Thì bây giờ mình lên một ít hàng máy có hộp đây để bán cho mọi người. Nhưng trước khi mà đi đến cái giới thiệu sản phẩm máy có hộp thì mình bán mấy con iPad với mấy con tab ở đây nhá. Đầu tiên là mình có một con tab tab A8 in, con này có bút luôn, rất là đẳng cấp. Cấu hình cũng khá là cao, RAM 3GB, bộ nhớ 32GB. Sản xuất gần nên còn khá là mới nhá. Rất là mới và cấu hình cũng khá là ổn định. Đây, có cây bút luôn, rất là chất nha. Và con này có mã máy là B205, B phở đấy. B phở 205 các bạn nhé. Và con này là 8 in. 8 in. Rất là chất. Mọi người có thể tìm hiểu thêm thông tin của con máy này bằng cách mình vào Google mình search chữ B phở 205 là sẽ thấy được thông tin của con máy này. Khá là chất luôn. À, có một máy duy nhất màu đen. Hôm nay mình bán giá rất là mềm cho bạn luôn, khi bán thì có tặng kèm theo cho các bạn sạc 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 25W luôn, cho bạn sạc cho nhanh, bởi vì con này sử dụng chân sạc Type C. Các bạn nhìn chân sạc các bạn cũng thấy nó khá mới ha, mới keng luôn á, nó mờ quá chưa thấy, để mình cố gắng mình zoom cho bạn xem này. Đấy, nó mới keng luôn này. Mình sẽ tặng kèm sạc 25W zin nhá, rất là chất, và có giá bán là 3 triệu 9 nha các bạn, 3 triệu 900 nghìn. Máy khá là keng, ok. Rồi tiếp theo là mình có một con Tab A cũng 8 in, con này rẻ hơn. Con này là Tab A có cái mã là T T T đó, 295 các bạn nhé. Nói chung rất là rẻ và sản xuất gần đây, thời gian gần đây năm 2020 đây vẫn bán, nên là máy này rất là chất, rất là mới. Đấy, các bạn cũng thấy là mới keng. Có một máy duy nhất màu bạc nhé, bạc trắng. Con này thì RAM 2GB, bộ nhớ là 32GB. Rất là chất. Hàng chính hãng Samsung nha. Nói chung là tất cả những máy chạy hệ điều hành Android, Nhật Nam cam kết là bán hàng chính hãng thôi, không bán máy xách tay, nên các bạn cứ yên tâm. Và con này máy chuẩn keng như mới, 8 in. Có cái giá bán chỉ có là 2 triệu rưỡi thôi các bạn nhé. Có tặng kèm theo sạc nha. Có tặng kèm theo bộ sạc đầu 8,6 bình thường. Rồi, tiếp theo đây mình có một con iPad E2. Con iPad E2 này thì trong quá trình vận chuyển là nó bị một cái vết nứt ở kính. Tuy nhiên nó không ảnh hưởng đến cái màn hình bên trong đâu các bạn. Đây là các bạn thấy có cái vết nứt này. Đây mình chỉ rõ ra nhá. Ngay góc này này, nó chưa vào đến phần đen màn hình nên chả sao. Đấy. Không việc gì cả nhá, và mình vuốt ở đây cũng không thấy nó cạnh lên đâu, nó rất là ok. Và các bạn vẫn có thể mình dán cường lực vào là yên tâm sử dụng như bình thường. Nhưng mà mình không muốn là thay cái kính, ép cái kính lại, bởi vì nó sẽ mất zin. Mình để nguyên zin thế này mình bán. Và đây là con iPad E2. Pin rất là trâu, có cái hiển thị màn hình vào khoảng 10 in. Và máy này rất là chất nhá. Bạn nào mà sành điệu với iPad thì ok rồi. Tuy nhiên đây là bản chỉ dùng được Wi-Fi, không dùng 4G các bạn nhé, dùng Wi-Fi thôi. Rất là chất. Máy thì màu gold keng, chuẩn chỉ luôn. Và hôm nay do cái sự cố bị lứt cái chỗ kính ở đây. Con này có vân tay ngon lành nha. Có vân tay ngon lành. Do sự cố bị lứt cái kính ở đây thì mình sẽ thanh lý rẻ ra cho các bạn với cái giá là 4 triệu 900 nghìn thôi. Cực kỳ hấp dẫn nha. Cực kỳ hấp dẫn luôn đấy các bạn. 4 triệu 900 nghìn iPad E2 nha. Tức là iPad 6 đấy các bạn. Rất chất, màu gold. Rồi tiếp theo nữa đây. Mình cũng giới thiệu và giảm giá bán cái con iPad mini 4 này cho các bạn luôn. Đấy, thì đợt vừa rồi mình về được khá là nhiều mini 4, bao gồm là màu silver, tức là màu bạc trắng đây, và màu gold. Đấy, thì tất cả tình trạng pin những máy này còn 100% ở máy rất là keng. Phiên bản 128GB, máy mã Nhật các bạn nhé. Các bạn nhìn chân sạc thì cũng hình dung được cái độ keng, độ mới của nó, ok chưa? Rất là chất nha. Có thể nói là cực kỳ chất luôn. Con này thì cũng vân tay, vân chân đầy đủ các kiểu. Hàng chính hãng chế táo sản xuất nhé. Máy có thể nói như máy mới, mình cam kết luôn. Và hôm nay mình thúc đẩy nhu cầu cho bạn dễ dàng mua hơn, đó là mình sẽ giảm giá 300 trên một sản phẩm iPad mini 4 này. Chương trình chỉ diễn ra trong vòng một tuần thôi các bạn nhé. Trong vòng một tuần thôi. Có nghĩa là hôm nay hôm nay là thứ nói chung hôm nay là ngày mùng 4 tháng 12 này. Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 12 2020. Thì mình sẽ giảm giá cho đến hết ngày 10, cho đến hết ngày 10 tháng 12 năm 2020 các bạn nhé. Với mức giá đã giảm là giảm đi 300 thì con này chỉ còn 7 triệu 6. Cực kỳ là hấp dẫn để cho bạn chọn mua. Khi bán ra thì
bao máy chuẩn quốc tế và chính hãng chế tạo sản xuất nhé. Đây là hàng mã Nhật bản 128GB, có thể nói keng như máy mới, hàng thanh lý mà rất là chất. Thì con màu trắng ở đây sẽ có giá là 7,6 triệu. Còn đối với cái sản phẩm màu gold thì mình cũng cho các bạn xem luôn. Này, nó đều đẹp như nhau hết và mình bảo quản rất là kỹ, bỏ bịch đàng hoàng. Đây, nó đều keng mới như nhau và tình trạng pin còn cả 100% như vậy. Đấy, để các bạn yên tâm sử dụng. Thì cái sản phẩm màu vàng này mình sẽ bán đắt hơn 100, nó sẽ là giá 7,7 triệu các bạn nhé. Đây là thời điểm các bạn chọn mua rất là ok, bởi vì thực tế ra khi mà sau Noel á thì nó sẽ chuyển thành là cái những cái hàng này nó sẽ thành là hàng bán Tết, thì giá có thể nó sẽ lên cao. Đấy các bạn, do cái tình hình bây giờ nó cũng rất là căng, nên là vận chuyển hàng hóa hay này kia mọi thứ càng về cuối năm thì nó càng nói chung phức tạp hơn. Nên mọi người nếu có ý định mua thì đây là thời điểm mua hàng chất nhất rồi, mà giá lại hạt rẻ nữa nhá. Đấy, đối với cái bản mini 4 này, mini 4 này thì có màn hình hiển thị là 8 inch các bạn ha. 8 inch rất là chất, cực kỳ chất luôn. Nói chung là cũng cân mọi loại game được rồi, và xem các cái chương trình như YouTube hay là những cái ứng dụng thông thường thì khá là chất nhá. Rồi chúng ta sẽ chuyển qua một ít máy nguyên hộp cho bạn lựa chọn mua, và hôm nay giá cũng có được rẻ hơn bình thường. Đấy, thì đầu tiên mình giới thiệu và bán cho bạn con Oppo Reno 2F. Con này khá nổi tiếng với camera trước thò thụt và có cái ngoại hình rất đẹp luôn. Ở đây mình có máy nguyên hộp và chỉ có màu trắng thôi. Chỉ còn màu trắng, và đây nguyên hộp thì đầy đủ phụ kiện này. Nó để như thế này thôi nhưng không việc gì nhá. Vẫn sạc vốc vuông ngon lành. Đấy. Và máy rất là keng. Đấy, máy có thể nói là keng như là một cái máy mới. Thì con Reno 2F này có cấu hình cũng khá là lý tưởng các bạn ha. RAM của nó là tới 8GB, bộ nhớ 128GB, và có ngoại hình bên ngoài rất là đẹp, cũng như đây sản phẩm rất là mới. Ngày hôm nay mình đặc biệt giảm giá 200.000, cũng hết giảm giá cho đến hết ngày 10 các bạn nhé. Tức là một tuần, chương trình trong clip này diễn ra một tuần thôi. Ok, sẽ có giá bán là 4.800.000 thôi, giảm 200. Đấy, đây là thời điểm thích hợp cho các bạn mua. Rồi, nguyên hộp như này nhé, 4.800.000 thôi, Oppo Reno 2F nha các bạn. Reno 2F rất là chất luôn. Đấy. Ok, còn hai sản phẩm nha các bạn, nhanh tay, và đều nguyên hộp như nhau, chất như nhau. Đấy, cực kỳ keng luôn. Rồi tiếp theo đây, Nhật Nam có cái sản phẩm Redmi Note 8, để mình xem đây. Phiên bản RAM 3, bộ nhớ là 32GB, máy nguyên hộp. Hôm nay mình cũng đặc biệt giảm giá. Con này thì các bạn có cái thu nhập vừa vừa thì mua con này chiến game hơi bị chất nha. Thậm chí lại nguyên hộp và màu xanh ngọc rất là đẹp. Hôm nay mình giảm giá đặc biệt, chỉ bán ra cho bạn với giá 2.900.000 thôi. Và chắc chắn rồi, chương trình này cũng diễn ra đến hết ngày 10 tháng 12 2020 các bạn nhé. Nên là các bạn lưu ý, kết thì chốt luôn, đặt mua luôn. Rồi tiếp theo mình có một con Huawei Y6 Pro với phiên bản RAM 4, bộ nhớ 64GB, nguyên hộp nhưng cực kỳ là hạt rẻ. RAM 4 bộ nhớ 64GB luôn nhé. Có cả, vẫn còn ốp dẻo sách hướng dẫn đây. Và máy này màu xanh, có thể nói tươi xanh như nồi canh. Vẫn có sạc zin các kiểu, tươi xanh như nồi canh thật. Con này rất man mát với 3 cam sau, vân tay sau lưng. Rất là đẹp. Rất khó để tìm một con máy chính hãng mà với giá chỉ có 2.600.000 nguyên hộp như thế này. Các bạn nhé, 2.600.000 Y6 Pro, cực kỳ chất luôn. Cực kỳ chất luôn, có duy nhất một máy. Rồi tiếp theo là mình có một con Redmi Note 9. Con này cũng có thể nói hàng trưng bày thanh lý như là mới luôn. Rất chất, gọi là hàng siêu lướt đi, tạm gọi là hàng siêu lướt. Bởi vì cũng có thể có người ta gắn vào xài vài lần hay như thế nào đó, hay là xài ít thì gọi là siêu lướt. Mất công nói là trưng bày thanh lý về các bạn lại bắt lỗi. Nhiều bạn nói chung là rất là khó. Đấy, cực kỳ khó luôn. Giống như người ta bảo giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng. Đấy, khó kiểu đấy thì không ai chịu được. Bớt khó lại nhá. Đấy, mua máy cũ thì bớt khó lại. Thì nó mới tươi, mới xanh được. Đây, con này như mới luôn. Nhưng mình cũng còn không dám khẳng định nó là máy mới nữa này. Đấy, bởi vì thực tế mình cũng là bán hàng thanh lý máy cũ thôi. Và con Redmi Note 9 này với phiên bản cao nha, phiên bản 128GB luôn đấy. Các bạn cũng thấy này, phiên bản 128GB màu xanh, máy có thể nói là hàng cực kỳ chất. Hôm nay mình bán ra cho các bạn với cái giá là 4 triệu đồng. 4 triệu đồng nhá, rất chất, nguyên đai nguyên kiện. Rồi tiếp theo lại là một con Redmi Note 8, nhưng con này phiên bản đặc biệt luôn này, phiên bản 128GB luôn. Con này máy màu đen, rất là chất.
rất là chất luôn. Hôm nay mình cũng xả hàng thanh lý con này cho bạn với giá là chỉ có 3,5 triệu thôi nha các bạn, 3,5 triệu thôi nha. Mình cũng giảm giá đấy, bình thường mình đang bán con này tới 3,6 triệu, giảm 100.000, nó giảm chơi cho vui chứ cũng còn chẳng lời lãi gì tầm này rồi, đúng không? Bản 128GB cơ mà. Rồi ở đây mình có một con Joy 3, nhưng mà con này không biết là giá bao nhiêu tiền đây. Con này RAM 4, bộ nhớ 64GB, nguyên hộp. Ok, chả biết là thế nào, nguyên hộp thế này cứ tù mù tù mịt bán cho các bạn là 2,7 triệu đi. Nhưng mà để xem màu máy, lời ăn lỗ chịu, nhập lâu quá rồi chả nhớ. Và đây là phiên bản cao nha, bản RAM 4 bộ nhớ 64GB luôn, máy kiểu như máy mới luôn á, thanh lý này. Nhưng mà mình vẫn nói là sẽ dùng siêu lướt rồi nhá. Đấy, nhưng mà mình thấy phụ kiện giống như chưa ai dùng rồi. Đấy, nhưng mà nhiều bạn bắt lỗi bắt bẻ kinh lắm, cầm vào có tí dính cái gì đấy, cái dấu tay vào cái là nhọ nhọ vào, bắt đầu về bắt bẻ, bắt đầu điện thoại hết cả lên, mệt hết cả mỏi. Bán một cái máy lời được 100 bạc chưa tới nữa, phải công đóng hàng rồi nói giã hết cả cổ họng ra đấy. Nên là mọi người mua những cái máy này là các bạn biết là hàng người ta đã chịu lỗ cho mình, là người ta có được quyền cầm vào đây một chút xíu nên có dấu tay hay vài vết xước lông mèo nhẹ là chuyện bình thường bạn nhé. Ok, đấy người ta bảo là giống như là khó thôi đừng khó quá đấy nhá, khó quá là khó sống lắm. Đấy thì con này 2,7 triệu này, Joy 3 phiên bản cao 2,7 triệu, mình chả biết lời lỗ nữa rồi. Rồi tiếp theo là con V Smart Line 4 này, con này thì cũng còn bảo hành tới hơn 1 năm cơ, mới sản xuất và mở bán gần đây. Đây còn cụ thể là còn bảo hành đến tháng 4 2022, đấy hơn 1 năm này, siêu lướt luôn này, chân sạc mới như thế này, hộp đẹp như thế này. Ok, giá bán là 3,9 triệu nhá. Và đây là phiên bản RAM 6 bộ nhớ 64, các bạn khi so sánh đừng nhầm lẫn với phiên bản RAM 4 bộ nhớ 64 nha. Con Line 4 này có 2 phiên bản nha. Đấy, và đây mình có 2 máy luôn. Vừa rồi là một máy màu xám đen, tiếp theo là máy gì đây, máy gì thì phải mở ra mới biết đúng không? Cũng vậy luôn, cũng màu xám đen. Và dĩ nhiên rồi là sẽ đồng giá bán là 3,9 triệu các bạn nhé. Và chắc chắn rồi. À không, con này đây vừa nói phiên bản RAM 4 đây. Và RAM 4 này rẻ hơn 200.000 các bạn nhé. Con này 3,9 triệu này, con RAM 6 này, con RAM 4 này thì chỉ có là 3,7 triệu thôi. Ok chưa? RAM 6 3,9 triệu, RAM 4 3,7 triệu. Đấy, so sánh nó phải đúng nghĩa. Rồi tiếp theo mình có một con Huawei. Tiếp tục con Huawei nữa cho nó mát nha. Con Huawei Y7 Pro, để mình xem con này cụ thể tình hình máy bên trong như thế nào. Máy màu xanh khá là ok. Và đây là phiên bản RAM 3GB bộ nhớ 32GB. Đây, máy có bị cà thì lưng rất là nhẹ thôi, phớt rất nhẹ. Đấy thì mình cho là hàng 99 đi, nhưng mà giá cũng cực kỳ là hấp dẫn. Với phiên bản RAM 3GB bộ nhớ 32GB ở đây, máy màu xanh, full hộp Huawei Y19 Pro 2019, mình sẽ bán ra cho các bạn với cái giá ngày hôm nay thanh lý luôn, cho nó hết hàng, 2,1 triệu thôi nhé các bạn nhé. Đấy, rồi vừa rồi mình giới thiệu đến các bạn rất là nhiều iPad này, máy tính bảng này và máy chính hãng nguyên hộp này với cái giá cực sốc luôn. Bạn nào mà kết cái sản phẩm nào hãy alo cho mình qua cái số điện thoại 0979 782366, hoặc là số 0367 709123 để mà đặt cọc mua hàng nhé bạn. Khi mua hàng tại shop di động Nhật Nam, các bạn lưu ý là phải cọc trước 100.000 đối với những sản phẩm dưới 10 triệu nha, và trên 10 triệu là 200.000 qua một trong hai hình thức, đó là chuyển khoản đặt cọc hoặc là các bạn có thể mua thẻ cào Viettel Mobi để đặt cọc nha. Khi cọc bằng thẻ cào, vui lòng cào thẻ ra, gửi cả cái mã nạp tiền và cả dãy số seri nha, rồi sau đó giữ thẻ lại, đừng vứt đi, đừng cho ai nạp cho tới khi nhận được máy. Nhật Nam ship code đồng kiểm trên toàn quốc, cho nên khi hàng đến các bạn được kiểm tra hàng rồi mới phải thanh toán nốt số tiền còn lại nha. Tiền cọc đã được trừ luôn vào tiền máy và Nhật Nam không bao ship, cho nên các bạn sẽ phải thanh toán thêm khoản phí ship mà bên Viettel họ thu cộng dồn luôn vào đơn hàng các bạn nha. Rất mong các bạn thông cảm với sự bất tiện này. Và những bạn yêu mến mình, yêu quý mình hay là thích xem những clip của mình, ok, hãy dành tặng cho mình một like để có động lực nè. Chia sẻ video lên Facebook cho nhiều người cùng sở thích đam mê vào kênh xem và chọn mua hàng chính hãng nhé. Còn bạn nào chưa đăng ký kênh, ok, hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông chọn thông báo để xem những clip mới nhất của Nhật Nam cập nhật hàng hóa siêu lướt chính hãng iPhone quốc tế để bán cho các bạn nha. Chúc bạn thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau.